Nhìn lên cái diều kìa. Rồi quay qua lát dính cây dừa bây giờ nè. Đó thấy chưa? Chuẩn bị dính cây dừa nè. Rồi cái rồi. Dính cây dừa, dính cây dừa. Xong, nhìn luôn, lên lại, lên lại. Wow, Duy chiều giờ chơi đã luôn. Wow, Duy chơi đã luôn nha. Chờ buồn ngủ luôn. Chờ buồn ngủ không? Hết cảm xúc luôn rồi cả nhà. Cô chú anh chị mình một buổi chiều thật là vui vẻ. Và hôm nay thì bà ngoại ra chơi thì có mua một hai cái diều cho cô Di á cả nhà. Chiều nay dẫn cô chú anh chị mình cùng cô Di đi ra đây thả diều. Nhưng mà trước khi thả diều chúng ta sẽ ăn trước cái đã. Cô chú anh chị vào đây xem. Wow. Buổi chiều thì mình cũng làm mỏng mỏng sương sương thôi để giới thiệu đến cả nhà mình một cái món mì xào hải sản. Mì xào hải sản này mẹ cũng đem ra luôn. Tôm mực mẹ cũng đem ra luôn. Trời ơi, bà ngoại chu đáo quá luôn cả nhà. Cô Di. Cô Di ơi. Bên riêng bên không. Cô Di ơi, con thấy không? Diều cũng là bà ngoại mua này, đồ ăn cũng bà ngoại mua rồi sao nữa con? Cô Di có cái này. Cả nhà ơi, cô Di hôm nay có combo 5 gói cá cơm rim tỏi ớt như thế này chỉ với 100.000 đồng thôi cả nhà. Chỉ với 100.000 đồng combo 5 gói nha. 5 gói như thế này rất là nhiều luôn cả nhà. Đây này, 5 gói như thế này 100.000 đồng. Phiên bản mới nha cô chú anh chị. Trước nay là thì làm bằng gỗ thì nó hơi bị có nhiều cái ví dụ như là bị bể, bị chảy dầu. Cho nên hôm nay mình sẽ làm con cá cơm nó ráo hơn, mình bỏ trong bình giấy như thế này nó gọn hơn, dễ ship đến tất cả mọi người luôn. Thì đây cả nhà mình có yêu thương gia đình thì ủng hộ mỗi người mà rất là vui nha. Đây cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức món mì xào này nha. Mì xào này thì mới nãy Huy vừa mới xào xong còn nóng hổi luôn cả nhà. Mới nãy là mẹ Huy mua một bịch giá nhưng mà xào xào ra nó tiêu hết trơn. Có gì bóc quả lục tinh của anh. Wow, đẹp lên. Quả sắp bọc cua nè, quả sắp bọc cua nữa. Cái nhà xem mì xào của mình nè. Hả? Ngon chưa? Cái này thiếu cải đúng không? À, bị cải nãy. Con nói, à. Con nghi nghi con nó ủa sao không? Ủa cái bị cải mẹ. Con đâu thấy mẹ đem cải ra đâu. Tủ lạnh đó. Trời ơi, quên. Trời lỡ rồi. Có cải gì ăn nó mát. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà mình cùng ăn mì nha. Rồi, con mời cả nhà mình ăn luôn. Mời cô chú anh chị mình ăn luôn nha. Mời cả nhà. Con mì xào. Ai, mực này. Hồi nãy em cầm chảy tương theo chấm ta. Mà mình anh làm vừa ăn luôn rồi. Mời cả nhà. Chấm đây luôn ha. Cái nha. Chấm chung vô đây luôn nha. Lá xoài non mình chấm với mắm ruốc thì ăn số 1 luôn cả nhà. Ngon quá. Thôi gì bóc đá quá cả. À. Thấy chưa ăn chưa?
nón nữa. Nón bà ngoại mua luôn nha cả nhà. Bây giờ Duy Duy cảm ơn bà chưa? Mê đá lắm cả nhà ơi. Duy nó mê đá sợ luôn. Đứa nào chỉ nhớ đứa nào gì? Lạnh lạnh nó phái. Nay qua ra bài đồng ruộng rồi cả nhà nhìn xung quanh. Trống trường. Xong một lát thì chúng ta sẽ bắt đầu thả diều nha cả nhà. Ok liếm. Lạnh, lại gì lạnh. Lạnh chưa? Lạnh chưa? Lạnh chưa? Mặt lạnh kìa. Wow. Lá xoài non chấm mắm ruốc cực kỳ ngon luôn cả nhà. Nó chua. Nó chua chua chát chát. Nó ngọt ngọt đã. Cả nhà bây giờ là mình sẽ đổ thử các cơm rim của mình ra cả nhà mình xem này. Đó, nó ở trong cái bịch như thế này. Đó, thì sẽ trừ lại một ít này. Đó, khi mà chúng ta ăn chúng ta không có lấy hết nguyên bịch. Hoặc là chúng ta ăn hết một bịch luôn. Là gia đình mình ăn buổi trưa hoặc buổi chiều buổi sáng á, thiếu ba con. Thường buổi sáng là chúng ta mở một bịch ra như thế này, chúng ta ăn cơm nóng mà mới nấu xong á cả nhà. Mình ăn rất là ngon luôn. Còn nếu mà cô chú anh chị mình muốn thêm mặn mà thì chúng ta chấm thêm tương ớt. Tương ớt hoặc là nước mắm dầm ớt á cả nhà. Ăn rất là ngon. Đây nè, thì ăn thử cho cả nhà mình xem nè. Nó vẫn còn giòn luôn nha cả nhà. Còn giòn nè. Thì bỏ trong cái bịch này nó giữ giòn hơn. Cái ủ thì mình chở nắp ra vô á. Có gió vô nữa. Vừa ăn luôn. Con thấy làm nó ráo ráo, nó vừa ăn vừa là mình dễ xử lý hơn là mình làm nó nhiều sốt quá. Bữa là con làm nhiều sốt quá là trong cái thẩu á. Cái thẩu á cả nhà nó bị chảy dầu. Chảy ra ngoài cái nắp luôn. Mặc dù mình đã bịt kín rồi nhưng mà nó vẫn chảy nha cả nhà. Dê nhìn lên đây, nhìn lên cái dừa kìa. Rồi bay qua lấy chín cái dừa bây giờ nè. Đó, nó chuẩn bị chín cái dừa nè. Rồi cái rồi. Chín cái dừa, chín cái dừa. Xong, nhìn luôn lên lại. Sau pha xử lý mà rất là cồng kềnh của Duy Duy thì cái diều mới được thoát khỏi cái cây dừa nó bị dính cái đầu. Bây giờ là phải thu dây lại. Mặt à. Đây, diều đây. Diều đang bay này cả nhà. Đó. Còn cái này thì do cái đuôi nó bị ít quá cho nên nó không có bay đều được. Lấy cái bị nó ra lại. Lấy ra nó càng không bay được luôn. Đây. Gì? Diều. Gì nói rồi? Diều. 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 Mở cái bị nó ra lại đi. Nó cái bị nó nặng, bị ướt nữa.
lấy ra luôn ơi, tự nhiên nó có hai cái chân đó là làm cái đuôi rồi. Cái đầu nó hay nặng. Cái đầu ta làm đâu đó đều quẹo hết. Duy chiều giờ chơi đã luôn. Wow. Duy chơi đã luôn nha. Chờ buồn ngủ. Chờ buồn ngủ luôn. Chờ buồn ngủ không? Hết cảm xúc luôn rồi cả nhà. Trời ơi. Dính dây không? Luôn quá. Người trên người dưới đi đi hai người đi xéo qua lại. Trời ơi, chuyện bình thường. Chuyện nhỏ mà. Giờ dính lại rồi, dính lại rồi, dính lại rồi. Cái dính lộn một cái dây. Chị Di buồn ngủ rồi, cho chị Di về ngủ nè. Thôi bây giờ chúng ta cùng về nhà đi ngủ thôi. Buổi chiều này chơi đã rồi. Mang lại con nha. Về ngủ thì tối cho chị. Mắt anh hít hít lại mở không nổi. Tạo nghiệp con quá. Dừng ví đâu quá. Cái này cho con nằm ôm vô cái con ngủ luôn quá. À, kêu mẹ về ngủ hả? Đi à, kêu mẹ về. Một. Một người kéo cước về, một người thu. À, nói kìa. Cho nó nhẹ. Thì nói nè.
you Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của Huy. Thì vừa rồi là một cái đoạn video cùng với bà ngoại và cô Di đi thả diều ở ngoài đồng. Thì do âm thanh hình ảnh nó không có được rõ ràng và chất lượng á, cho nên là Huy muốn chia sẻ lại một cái sản phẩm của Huy là tự tay mình làm. Đó là món cá cơm rim tỏi ớt đặc sản của Cà Ná Ninh Thuận luôn nha cả nhà. Thì Huy đã làm theo cái cách mới, đó là mình làm xong mình bỏ vào những cái túi ship giấy như thế này nè, rồi sau đó mình ship cho cả nhà mình thì nó sẽ gọn gàng, nó dễ hơn. Chứ nếu như chúng ta bỏ trong cái hũ cả nhà thì nó sẽ bị vỡ nha, nó sẽ đôi khi nó bị vỡ hoặc là sẽ bị chảy ra bên ngoài. Còn cái túi này nó cũng có một cái chức năng là thấm dầu, cho nên cả nhà mình nhìn nè, mặc dù là nó có thấm ra ngoài cái bìa như thế này nhưng mà nó vẫn khô ráo, nó không có bị chảy ra cái bịch hoặc là cái hộp đó, thì nó cũng không có vấn đề gì hết. Tại vì hiện nay là mùa nắng nóng, cho nên là cái việc mà khi mà ship đi xa những cái sản phẩm này của Huy á, thì người ta bỏ trong kho hàng á, thì nó nóng nó hầm, hoặc là trong xe nó nóng nó hầm, thì chắc chắn là sẽ có hiện tượng chảy dầu, nhưng mà không có đáng kể nha cả nhà, nó không có bị ảnh hưởng gì hết á, cho nên cô chú anh chị thông cảm vấn đề đó. Đây, cái bịch này nó bị như thế này nè cả nhà, đó hiện tượng như thế này. Cái giấy này là cái giấy thấm dầu á, cho nên không sao hết, nó giúp cho cái món ăn của mình nè nó sẽ bị đỡ ngán dầu hơn. Thì làm ít dầu hết sức có thể luôn, có nghĩa là khi mà mình vớt con cá ra bên ngoài á là mình sẽ để ráo dầu, sau đó là mình trộn nước sốt. Nước sốt là Huy cho chưa tới một muỗng dầu ăn luôn cả nhà, chưa tới một muỗng, nửa muỗng à. Đó là Huy sẽ làm nước sốt cho nó kẹo lại với nhau, rồi bắt đầu Huy mới trộn. Huy trộn làm sao Huy cảm nhận là con cá nó ráo, nó không có quá nhiều cái sốt, không quá nhiều sốt nha cả nhà. Nếu như sốt nhiều thì nó sẽ bị chảy dầu, rồi nó sẽ có cái trọng lượng nặng hơn, nó sẽ ảnh hưởng tới số lượng ở bên trong này. Ví dụ nó nặng hơn thì nó đủ cái số lượng, cái Huy không có bỏ nữa thì nó thiếu con cá, nó ít con cá. Còn khi mà Huy bỏ ít sốt lại thì nó nhẹ đi thì con cá nó sẽ nhiều hơn, cả nhà mình ăn sẽ cảm thấy ok hơn. Chứ bây giờ mà thiệt sự một bịch như thế này mà bỏ ít quá thì cả nhà mình cũng ăn sợ thiếu. Và combo như thế này, 5 bịch như thế này thì Huy bán hiện tại là giá 100.000 đồng. Nếu cô chú anh chị mình mua từ 10 bịch trở lên á thì Huy sẽ được miễn phí ship nha cả nhà. Đó, Huy sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Huy đang đặt thêm mấy cái hộp nữa để mình có thể bỏ gọn gàng hơn. Trước nay Huy không có đặt hộp á, đặt hộp thì nó Huy thấy nó hơi tốn kém chút xíu, nhưng mà Huy nghĩ là thôi mình tốn chút xíu nữa, nhưng mà cái sản phẩm của mình nó chất lượng, nó gọn gàng và nó nhanh hơn. Mình có thể là mình đóng gói nó gọn gàng, nó nhanh hơn rất là nhiều so với trước nay. Thì mình cứ đi tìm cái hộp này hộp kia, Huy cắt Huy gắn Huy dán, rồi tìm những cái bịch Huy bỏ vô Huy quấn băng keo thì nó cũng như vậy thôi. Cho nên là Huy quyết định Huy đặt hộp rồi, vài ngày nữa là hộp nó về. Nên cô chú anh chị mà nhận hàng mà thấy những cái hộp nó không có đẹp đó, thì thông cảm với Huy, sau thì sẽ có những cái hộp nó ok hơn. Và cái thời gian bảo quản của cái bịch cá cơm rim này á, từ 1 tháng cho tới 2 tháng luôn nha cả nhà. Mình có thể là bỏ ở ngoài cái không gian bình thường hoặc ở trong những cái tủ kệ chén á cả nhà, không cần bỏ tủ lạnh nha. Nó có nhược điểm là bỏ tủ lạnh nó sẽ bị cứng con cá lại, là chúng ta ăn nó sẽ bị dở đi. Chúng ta cứ bảo quản ở nhiệt độ thoáng mát là được, còn nóng quá là nó sẽ bị gọi là nó bị chảy dầu đó, như là Huy nói đó, nó chảy ở ngoài cái bịch này đó. Nhưng mà không đáng kể, hôm qua Huy để sao Huy bỏ trong cái thùng á, Huy quên Huy đóng cái thùng lại, là cái nó nóng nó hầm á, nó hầm là nó bị như thế này đó. Mình nghĩ là có khả năng là ship đi xa là cái môi trường nóng là nó sẽ bị chảy dầu, nên khách phản hồi thì cũng không có vấn đề gì nha cả nhà. Cái mùi con cá vẫn thơm đó. Nhưng mà cái mẻ vừa rồi Huy cũng có quay cái video chia sẻ cho cả nhà mình là Huy chiên và Huy làm trộn sốt nó hơi ngọt chút xíu và cảm giác nó hơi lạt lạt, tại vì Huy sợ con cá người ta phơi nó mặn ở bên trong á, thì mình ăn một lát mình sẽ cảm thấy được cái độ mặn mặn của nó. Còn nếu mà ví dụ mà mặn quá thì có người không thích ăn mặn, có người thích ăn lạt lạt để chấm thêm, có người thì thích ăn ngọt, có người thì thích ăn cay, rất là nhiều khẩu vị khác nhau. Cho nên Huy sẽ cố gắng điều chỉnh sau những cái mẻ cá tiếp theo, Huy sẽ điều chỉnh lần làm sao cho cảm giác phù hợp nhất. Và cái món cá này Huy làm theo cái kiểu truyền thống, là rim truyền thống thôi. Còn có nhiều cái cách rim đặc biệt hơn nữa, ví dụ làm chua ngọt, thêm lá chanh, mình biết thêm các mùi vị khác, thêm mè, thêm đậu phộng gì đó, rất là nhiều cách để mình chế biến khác nhau để cho con cá này nó thêm phong phú và nó ngon hơn. Nhưng mà mình nghĩ là thôi mình làm sao nó đơn giản nhất, tại vì con cá này là con cá tươi, mẹ Huy đã đặt người quen ở trong Cà Ná, trong cảng. Mỗi khi mà bà con đi biển về là họ được có vài tạ thôi, rồi xong mình đặt
đợt vừa rồi đây là mình đặt được một tạ và hết luôn, là phải qua một thời gian nữa tới mùa cá cơm này lại mới có. Thường là nó sẽ có hai đợt là đầu năm là cuối năm. Cá cơm này tùy theo nữa, cho nên là không phải lúc nào cũng có và số lượng có hạn cả nha. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng làm cái sản phẩm này sao cho nó gọi là nó chỉnh chu hơn. Ví dụ như cái tem logo này mai mốt thì cũng có thể là đổi cái tem khác đó, có thể đổi tem khác và những cái hình ảnh khác nữa, và Huy sẽ cố gắng làm đăng trên những cái nền tảng khác để chúng ta thì có những cái giá ưu đãi nó thích hợp hơn, nó sẽ được giảm giá nhiều để chúng ta ai cũng có thể tiếp cận được. Ví dụ như một bịch thế này là 20.000 một bịch, tại vì 100.000 là 5 bịch như thế này thì có 20.000 một bịch thôi, tính ra nó cũng rất là rẻ đúng không cả nhà. Này khá là nhiều luôn chứ không phải là ít đâu chú anh chị, tại khi làm nó nhẹ cho nên bỏ được này nó nhiều lắm luôn, rất là dày luôn, cỡ tầm khoảng hơn 3 cm đó. Tại vì mình cũng đang làm ở trên một cái nền tảng khác nữa, rồi cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng tranh thủ mình làm nó nhiều hơn, rồi mình đóng gói lại như thế này đó, rồi sau mình ship cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đó cô chú anh chị mình có nhu cầu thưởng thức những cái món cá cơm đặc sản Hương Ninh Thuận thì liên hệ với Huy qua số điện thoại để trên màn hình. Thì lần nữa thì cũng chúc tất cả các chú anh chị mình ngon miệng nha. Chúc cả nhà mình đã mua cá cơm thôi ăn thiệt là ngon, chúng ta cũng thể nhâm nhi nữa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị mình luôn. Bye bye.